Phần Vlog Minnesota kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, trong cuộc tranh luận đầu tiên ông Joe Biden vẫn giữ thái độ cũ, công kích tổng thống Trump vì dịch Covid-19. Tổng thống Trump đã phản pháo. Khi ông ấy đứng phát biểu cách xa người ta 200 feet, nhưng ổng xuất hiện với một cái khẩu trang to nhất mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Sean Hannity của Fox News đã nhận xét về buổi debate. Joe Biden vô cùng yếu đuối, yếu đuối, bối rối và giận dữ. Dâu thẳng thần từ chối trả lời những câu hỏi đơn giản, cơ bản. Ví dụ, Biden tránh trả lời liệu ông có ủng hộ việc mở rộng quy mô của tòa án tối cao hay không. Người dẫn chương trình cũng chỉ ra nhiều lỗi của Biden, bao gồm cả việc trộn lẫn số lượng và giải thích sai câu hỏi. Biden đã dành gần 47 năm trong văn phòng công quyền để móc túi của chính gia đình mình. Joe Biden đã thỏa thuận với cánh tả cấp tiến và, mặc dù phủ nhận nhưng rõ ràng là Biden đã đi theo Bolshevik Bernie Sanders tổng thống trump đã nói nếu ông biden không cho cắt giảm thuế các công ty sẽ rời đi các quốc gia khác còn ông biden lại nói ông trump đã thổi bay nền kinh tế nhưng ông chris wallace đã lưu ý ông biden rằng ông trump đã có tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục trước covid biden cáo buộc trump đã thất bại trong việc khôi phục sản xuất trump nói rằng obama và biden đã từ bỏ sản xuất ông trump nói ohio và michigan đã có một năm tốt nhất mà họ chưa từng có vào năm ngoái ông biden phủ nhận điều đó và nói rằng ông trump đã làm rất ít thưa quý vị ông joe biden đã được nhá đề nên có vẻ thuộc bài hơn so với các kỳ trước nhưng chris wallace đã luôn chèn ép tổng thống trump không cho ông nói nhiều nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế là tổng thống trump đã mất bình tĩnh và cắt ngang ông joe biden khá nhiều lần các chủ đề của cuộc tranh luận lần đầu này đã được bàn thảo và được công bố trước, đó là đại dịch, biểu tình, kinh tế và tối cao pháp viện. Thưa quý vị, đây là ý kiến nhà báo Hoàng Lan Chi ghi tóm tắt nội dung. Hai bên có trao đổi về các quy tắc tranh luận, phía ông Trump cáo buộc rằng nhóm Biden ban đầu đồng ý cho phép bên thứ ba kiểm tra tai của cả hai ứng viên để phát hiện bất kỳ việc sử dụng thiết bị điện tử hoặc máy phát nào và bây giờ thì lại là quy tắc mới. Chiến dịch Trump cũng tuyên bố phía Biden yêu cầu nghỉ giải lao sau mỗi 30 phút của cuộc tranh luận, điều mà nhóm ông Trump nói rằng họ bác bỏ biden nói rằng ông ta post cái này và làm phía trump ngộ nhận nên biden được mẻ cười một tổng thống ban đầu giải thích lý do ông đề cử bà amy barrett biden trả lời là hãy chờ sau bầu cử biden nói thẳng amy barrett có thể tốt nhưng bà có thể sẽ lật ngược aca và lấy đi dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ những người có bệnh từ trước aca thường được gọi với cái tên quen thuộc là obamacare đó quý vị Tổng thống cho rằng con số của Biden sai và ngay chính Ginsburg cũng nói không có luật nào cấm đề cử trong tháng bầu cử. Hai, Tổng thống nói dân chủ đang tiến dần về xã hội chủ nghĩa. Biden chỉ đáp, tôi là đảng dân chủ ngay bây giờ. Trump được hỏi tại sao không đưa ra một kế hoạch sức khỏe toàn diện và kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Trump là gì? Trump trả lời đang giảm giá thuốc và Biden đã không làm được điều đó trong 47 năm làm chính trị của mình. Wallace hỏi Biden liệu lựa chọn công khai của ông ta có chấm dứt bảo hiểm tư nhân hay không. Biden nói chỉ dành những người đủ điều kiện nhận Medicaid, rồi lại cáo buộc Trump không chú ý sức khỏe người dân. Tổng thống trả lời, ông chỉ muốn fix cái Obamacare. Biden cáo buộc Trump đang mơ và bây giờ lại hạ giá thuốc. Tổng thống kêu trời. Tôi cóc hiểu ông ta đang nói gì. Biden bèn nói Trump cần thông minh hơn. Tổng thống Trump phản pháo bằng cách nhắc cho Biden biết Biden đã quên tên trường mà ông ta học. Trump cáo buộc dân chủ đang muốn đóng gói tối cao pháp viện. Biden làm lơ. Trump hỏi nữa và Biden nổi cáo. I'm not going to answer the question. Will you shut up, man? Bốn chuyển qua kinh tế. Trump nói quốc gia đang có nền kinh tế thịnh vượng và cáo buộc Biden đang muốn shut down. Biden thì nói những người bình thường sẽ nguy hiểm nếu mở cửa trở lại. 5. Trump bị hỏi về vụ báo New York Times, tổng thống trả lời ông đóng thuế hàng triệu. Biden đòi xem, tổng thống nói có thể sâu nó khi nó kết thúc. 6. Trump nói nếu Biden không cho cắt giảm thuế, các công ty sẽ rời đi các quốc gia khác. Còn Biden lại nói Trump đã thổi bay nền kinh tế. Biden cáo buộc Trump đã thất bại trong việc khôi phục sản xuất. Trump nói rằng Obama và Biden đã từ bỏ sản xuất. Trump nói Ohio và Michigan đã có một năm tốt nhất mà họ từng có vào năm ngoái. Biden phủ nhận điều đó và nói rằng Trump đã làm rất ít. Ý kiến của nhà báo Hoàng Lan Chi, Zizma lại chúa tôi, Trump mà làm rất ít. 7. Trump hỏi Biden tại sao vợ của một thị trưởng Moscow lại cho con trai ông là Hunter 3,5 triệu đô la. Anh ta đã làm gì để xứng đáng với điều đó? Biden chối phăng. Ý kiến của Von Vlog một cách yếu ớt. 8. Bàn về chủng tộc, Biden nói rằng Trump là một tổng thống đã sử dụng mọi thứ như một tiếng còi chó để tạo ra sự hận thù chủng tộc và nói rằng một trong 500 người Mỹ gốc Phi sẽ bị giết bởi COVID nếu Trump không hành động trong cuộc khủng hoảng. Tổng thống Trump phản pháo, Minneapolis đã vãn hồi, các thành phố dân chủ khác không để liên bang làm. Chúng tôi tin vào luật pháp và trật tự, bạn thì không. Tổng thống nói và Biden cãi, người thi hành luật pháp đa số nhưng có những trái táo xanh ám chỉ sâu trong ngành cảnh sát và phải phân loại. Biden nói rằng thật nực cười khi Trump nói rằng bạo lực đã lan tràn trong chính quyền Obama ở những nơi như Ferguson. Trump chỉ thành phố do Đảng Dân chủ điều hành như New York và Chicago và nói rằng Biden sẽ phá hủy các vùng ngoại ô. Ông Biden nói, ông ấy sẽ không nhận ra một vùng ngoại ô trừ khi ông ấy rẽ sai và cáo buộc Trump phân biệt chủng tộc. 9. Các ứng cử viên được hỏi tại sao cử tri nên bầu bạn làm tổng thống. Trump nói, bởi vì chưa bao giờ có một chính quyền hoặc tổng thống nào làm được nhiều hơn những gì tôi đã làm trong khoảng thời gian 3 năm rưỡi. Mặc dù có trò lừa bịp luận tội, tất cả các con số đều tốt trước COVID, nhưng bây giờ chúng tôi đang xây dựng lại nó một lần nữa. 10. Về biến đổi khí hậu, tổng thống Trump nói, chúng ta phải làm mọi thứ để có không khí trong lành, nước tốt và làm bất cứ điều gì khác mà chúng ta có thể làm được. Tôi tin là con người có góp phần vào biến đổi khí hậu nhưng chỉ ở một mức độ nào đó. Biden nói rằng Trump đã sai khi cho rằng các quy định về môi trường sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế. Không ai sẽ xây một nhà máy đốt than khác ở Mỹ, không ai sẽ xây một nhà máy đốt dầu khác ở Mỹ. Họ sẽ chuyển sang năng lượng tái tạo. Ông nói, chúng ta có thể đạt mức không ròng về sản lượng năng lượng vào năm 2035 và tạo ra việc làm được trả lương cao trong một nền kinh tế xanh, green economy. Ha ha, hoặc huyễn hoặc trong khi công nhân có việc làm nhờ vụ này của Trump vì một số công nghiệp di chuyển về Mỹ. 11 cả hai ứng cử viên đều được hỏi về an ninh bầu cử. Biden nói rằng không có bằng chứng về gian lận và thao túng các lá phiếu gửi qua thư, đồng thời cáo buộc Trump khiến mọi người sợ hãi bỏ phiếu, còn Trump thì cho cáo buộc Biden đã bị bắt quả tang kêu gọi sử dụng đạo luật Logan để chống lại Flynn, bỏ phiếu ở thùng phiếu là ok vì đã có những ví dụ về gian lận. 12. Wallace hỏi Biden liệu ông có lo ngại rằng một tối cao pháp viện với một bà Barrett tư pháp có thể quyết định cuộc bầu cử hay không. Biden nói rằng ông ta lo ngại rằng bất kỳ tòa án nào cũng có thể quyết định cuộc bầu cử. Biden cũng nói không có ra lận qua mail. Trump cảnh báo có thể mất nhiều tháng cho đến khi chúng ta biết kết quả bầu cử, Trump kêu gọi những người ủng hộ xem các cuộc thăm dò rất cẩn thận và nói nếu có bằng chứng về việc thao túng lá phiếu thì báo cho biết. 13. Đến đây vãn tuồng hai bên sát phạt nhau về COVID, kinh tế, luật pháp và cách cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Thưa quý vị, chị Quạc Quạc, tức Ilan Omar ở tiểu bang Minnesota viết, I have a headache, what a mess. Ý kiến của nhà báo Hoàng Lan Chi, chị ta có vẻ rất ngu ngốc lấy gì mà hiểu nên kêu nhức đầu. Còn ngay sau đó, Biden tweet, bạn đã nghe rất nhiều thứ nhảy ra từ miệng của Trump, bạn có thể gọi tên một thứ gì mà ông ta nói khiến cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Ý kiến Hoàng Lan Chi trên đây là diễn biến debate, nhận xét tạm. Biden có vẻ lưu loát hơn nhưng vẫn có những chỗ khó hiểu giống như người ta nói gà thì ông ấy nói vịt. Sau nữa ông nói có vẻ rất thuộc bài giống như đã được biết trước đề. Tổng thống thì khác, ông phải nhíu mày, chăm chú nghe. Nhìn người thấy ngay tổng thống hay nhảy vào mồm Biden chỉ vì Biden y chang social media là chuyên cáo buộc, chỉ trích không bằng cớ. Ví dụ nói Trump làm ít chẳng hạn, trong khi chúng ta đều chứng minh những điều không ai có thể phủ nhận. Kinh tế rực rỡ chưa từng có trước Covid, hãng xưởng được đưa về, thuốc được hạ giá, còn Biden thì mơ tưởng về cái Green Economy. Kinh tế xanh, trong khi trước mắt là công nhân không có việc làm nếu chúng ta không chỉnh lại các hiệp ước khí hậu và không giảm thuế để kéo công ty về Mỹ. Tóm lại, tổng thống trump nói có bằng cớ thực tế biden dù được nhá để thuộc bài hơn so với những lần trước nhưng vẫn khó hiểu mơ hồ và trên mây toàn vu cáo không bằng cớ xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe vlog này xin được hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo kính chào quý vị